Không chưa, còn cái con cục này đâu, còn cục này là còn hai cái cục, ba cục này gắn vô đâu, gắn đại vô đâu đi. Kiếm cái chỗ gắn vô. Đây. Ủa hoài vậy? Đây. Cố lên. Còn thiếu một cái nữa. Đây. Đúng rồi. Gắn đại vô đâu đi. Đó, hai bên rồi. Rồi còn cục cái cục này đâu? Ủa hoài vậy? Kìa kìa, rớt đây, nhanh. Nhanh lên, gắn đại vô. Mãi ông ra đây. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta không còn thi với ai nữa mà chúng ta phải thi với chính mình thôi. Ở đây thì bạn Quỳnh đã được vào vòng đặc biệt, nhưng bạn vẫn còn một điều kiện nữa, một thử thách nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta sẽ có những cái ống nhựa hoa sen ha. Chúng ta sẽ lắp ráp làm sao cho nó thành chiếc máy bay này. Đó. Mình lắp ghép sao cho nó thành là xong thôi. Đơn giản hết như vậy thôi. Càng nhanh càng tốt. Lắp hết, không có chừa một cái ống nào là mình thắng thôi. Đừng qua 10 phút. Qua 10 phút là chúng ta không có bảng nào hết con nha. Từ 4 phút trở lên mình chỉ có một bảng thôi. Thành ra cố gắng mình làm dưới 4 phút để mình có hai bảng con nha. 1, 2, 3 ráp, bắt đầu, bấm đồng hồ, chạy. Đồng hồ đã chạy thưa quý vị. Và công việc bắt đầu phải thật nhanh. Đó, tôi đã cho ráp trước rồi mà bấm đồng hồ luôn đó. Nhanh lên. Cố gắng nhanh lên con. Bây giờ chỉ có thắng chính mình thôi. Không còn thắng dai nữa. Chúng ta phải chiến thắng chính bản thân của mình. Ráng đi. Nhanh lên nào. Hồi hộp chờ đợi. Ráng lên. Được chưa? Rồi, gắn lên. Ủa, sao còn vô mấy cái này vậy? Không chưa, còn cái con cục này đâu. Còn cục này là còn hai cái cục, ba cục này gắn vô đâu. Gắn đại vô đâu đi. Kiếm cái chỗ. Ủa? Gắn vô. Đây. Ủa hoài vậy? Đây. Cố lên. Còn thiếu một cái nữa. Đây. Đúng rồi. Gắn đại vô đâu đi. Đó, hai bên. Rồi còn cục cái cục này đâu? Ủa hoài vậy? Kìa rớt đây, nhanh. Nhanh lên, gắn đại vô, nó dính vô là được. Rồi xong. Cái này không gắn được. Cái này bị lỗi rồi, Kệ nó, gắn luôn, rồi xong luôn. Kệ nó tới đâu hay cũng đó. Coi như gắn xong đi, các bạn. Rồi giờ mình đọc coi như mình tính như. Đọc đi con. Dạ, 3 phút 56. 3 phút 56 hả? Chưa tới 4 phút. Dạ. Vậy là mình có trên 3 phút là mình có hai bảng thôi. Chưa được 4 phút. Vậy mình chơi 3 bảng đi. Mọi người đồng ý không ạ? Như vậy là em Quỳnh sẽ nhận được 3 logo của máy ấm gia đình Việt. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.